Rồi, chúng ta không nói tới tình hình nói chung nữa mà chúng ta nói riêng về crypto đi. Thì uh, các bạn đã biết là một trong uh, những điều được nói tới rất nhiều trong vòng hai tuần vừa qua đó chính là có phải chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách để mà đàn áp crypto đang tìm cách để mà tiêu diệt thị trường này hay là không? Thì đây là một bài nghiên cứu cũng uh, rất là chi tiết đến từ Countergrab các bạn và họ cũng đưa ra nhiều dẫn chứng là cũng có một phần là như vậy nhưng mà nếu chúng ta nói là chính phủ Hoa Kỳ thì uh, chúng ta nói khá là chung chung có nghĩa là có thể là chúng ta đã vô đủ có nắm không phải là bất cứ ai của chính phủ Hoa Kỳ cũng chống đối Hoa Kỳ mà thật ra đây chúng ta chỉ có một phần nhỏ mà thôi cũng giống như là cái bài bình luận đến từ May Nobara đã chia sẻ với các bạn cách đây hai ngày đó thì Mai Nobara đã nói là trên ngân bản không phải là cả chính phủ Hoa Kỳ trong đó crypto chỉ là một hai người vì lý do cá nhân nào đó họ muốn chống đối crypto để có lợi duyên cho họ phần còn lại đó thì hầu như đang quan tâm đến nợ trần đang quan tâm đến cái sụp đổ của những ngân hàng cho nên không có để ý đến người đó cho nên chúng ta mới thấy những sự kiện gần đây mà thôi việc là chính của hoa kỳ chống đối crypto nhất là chống đối btc tại vì btc có thể thay thế đồng đô la đó thì thật ra cái đó là một trong những cái cách nói trong thị trường crypto này mà thôi chứ còn trên thực tế chúng ta không có thấy bất cứ dự chứng nào cho thấy là Bitcoin đang trên con đường để mà trở thành cái loại tiền tệ thay thế đồng đô la và trên căn bản đó đồng đô la đang gặp một cái vấn đề lớn hơn nhiều chúng ta thấy được là ngoại trừ việc là ở những quốc gia như là chúng ta vừa nói tới OPEC Plus hay là nước Nga đó thì họ cắt giảm sản lượng dầu đó là một vấn đề mà Fed cần phải quan tâm đến nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có những cái sự kiện gần đây như là chúng ta đã biết là có nhiều quốc gia đó họ đã lựa chọn giao dịch mà không sử dụng đồng đô la rồi chúng ta có những quốc gia như là Trung Quốc và nước Nga đó thì uh, họ cũng uh, đã có những thỏa thuận là họ sẽ giao dịch dầu uh, và khí gas sử dụng đồng nhân tệ hay là uh, đồng của nước Nga chứ không có sử dụng đồng đô la chúng ta đã từng nói đến vấn đề này chúng ta cũng thấy được là những cái quốc gia như là Trung Quốc và Brazil thì cũng đã có những thỏa thuận tương tự họ muốn sử dụng đồng của họ mà không thông qua đồng đô la nữa và chúng ta cũng uh, có một cái nhóm quốc gia gọi là BRICS như bạn cũng đã biết rồi đó chính là Brazil nước Nga nước ấn độ trung quốc và nước nam phi thì những quốc gia này họ cũng muốn đưa ra bộ loại tiền tệ chung à, dùng để mà giao dịch mà không cần phải thông qua đồng đô la thì đây là cái vấn đề lớn hơn cho nên nếu nói tới cái gì đang đe dọa đồng đô la hiện bây giờ thì đó có không phải là crypto của các bạn không phải là btc đâu mà chính là những sự kiện xảy ra gần đây à, và đương nhiên trên channel này thường không có nói về chính trị mỗi bạn sẽ có một cái nhận định khác nhau tôi có thể chia sẻ với các bạn là tại sao những sự kiện này lại xảy ra Thứ nhất là chi tiêu quá lớn các bạn Chính sách tiền tệ của Bộ Tài chính với lại Fed không có ổn dẫn đến là nhiều quốc gia Họ cảm thấy được là đồng đô la đang bị lạm phát quá nhiều Đó là điều đầu tiên Điều thứ hai nữa đó chính là việc đồng đô la có thể dùng để mà làm công cụ chống lại một quốc gia nào đó như các bạn đã thấy được là cấm vận không cho giao dịch thông qua hệ thống SWIFT hay là không cho uh, giao dịch sử dụng đồng đô la nữa thì nhiều quốc gia họ sẽ cảm thấy là bất ổn cho dù chúng ta có một quốc gia bây giờ hoàn toàn không có vấn đề gì với lại Hoa Kỳ nhưng mà họ nghĩ là một ngày nào đó nếu lỡ như mà họ gặp một sự cố tương tự như quốc gia khác thì họ cũng có thể gặp cùng chung à, một cái kết quả cho nên nhiều quốc gia đó đã có cái sự phòng hờ sẵn tôi nghĩ đây à, là một trong những bước mà họ đa dạng hóa cái trade của họ hơn nếu như mà đồng đô la muốn tiếp tục và giữ vững vị trí là tiền dự trữ của thế giới dùng để mà trade đó. thì đồng đô la không thể cấm vào mũ dao rồi hết các bạn cho dù là quan điểm chính trị như thế nào tôi không biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu tại vì đương nhiên đồng đô la là của hoa kỳ thì đương nhiên sẽ có cái quan điểm chính trị ở đó nhưng mà ý tôi nói đó là nếu chúng ta muốn bất cứ một quốc gia nào họ cảm thấy là an toàn các bạn nghĩ là họ sẽ tin tưởng cái gì hơn cái gì mà được quản lý bởi người khác hay là cái gì mà họ tự quản lý hay là cái gì mà không được lý bởi cứ, bất cứ ai hết à, cho nên chúng ta được là nhiều quốc gia thì ngoại trừ đồng đô la họ cũng có lưu trữ vàng nhưng mà chúng ta cũng đang thấy khi mà có chuyện thì nhiều khi chúng ta lưu trữ vàng ở một nơi nào đó khi mà có chuyện chúng ta cũng không lấy được <laughs> vì à, lý do chính trị cho nên chúng ta thấy được là có khả năng những quốc gia lưu trữ đồng bdc sau này hoàn toàn điều liệu có thể các bạn BTC ít ra không bị quản lý bởi bất cứ ai là một đồng mà không có quan điểm chính trị và một đồng mà không có bất cứ một ai có thể đóng băng được không bất cứ ai có thể ngăn cản được hoàn toàn phi tập trung nhưng mà nếu nói là đồng đô la đang bị thay thế bởi đồng khác đó, thì cũng không hẳn đâu. Thường đã từng chia sẻ nhiều thông tin với các bạn. Và đây là tài liệu chính thức được chia sẻ bởi Fed thì chúng ta đã thấy được là cái thanh màu xanh dương này đại diện cho cái số lượng phần trăm của giao dịch trên thế giới sử dụng đồng đô la. Thì chúng ta được là đồng đô la bây giờ vẫn chiếm cái phần trăm là khoảng 60% của tất cả giao dịch trên thế giới đều là sử dụng đồng đô la. Và chúng ta đã thấy được là càng ngày đó thì càng có nhiều giao dịch thông qua những đồng khác hơn, như là chúng ta nói tới dân tệ của à, Trung Quốc, chúng ta nói tới đồng yen của Nhật Bản, chúng ta nói tới đồng bảng Anh, đồng euro. À, nhưng mà có một cái trend rất rõ ràng là từ năm 2000 tới bây giờ đã chúng ta đã thấy rất rõ ràng là cái đường màu xanh này đó, những thanh màu xanh này đã đang theo xu hướng đi xuống, có nghĩa là bây giờ phần lớn vẫn giao dịch sử dụng à, là đồng US dollars nhưng mà sau này cái phần trăm đó có thể là từ 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 sụt giảm tốc độ thì không có nhanh đâu chúng ta thấy được là năm 2000 có như là cách đây 23 năm thì cái phần trăm này là khoảng chừng 70 phần trăm đi cho tới bây giờ là còn khoảng 60 thì giảm 10 phần trăm trong vòng khoảng chừng là 20 năm thì nếu như mà nói là đồng đô la đang bị thay thế thì đương nhiên là không phải rồi nhưng mà nếu nói là đồng đô la đang bị chiếm thị phần thì tôi nghĩ điều đó hoàn toàn là có thể nhưng mà nếu như bạn không sử dụng đồng đô la thì chúng ta lại đòi hỏi là những quốc gia khác họ phải có lòng tin về những cái đồng của những quốc gia khác mà họ cũng không quản lý được tôi nghĩ là những người nào mà theo dõi kênh thì đều hiểu là thuận đang nói gì nhưng mà thật ra không phải ai cũng hiểu đâu các bạn à, có rất là nhiều người đã có cái sự hiểu lầm về btc chúng ta đã thấy được là những người như là thường nghị sĩ alice warren mặc dù hiểu rõ được là đối thủ của đồng đô la hoàn toàn không phải là btc hiện bây giờ mà Chính là những đồng tiền tệ khác quốc tế Mà thật ra đó Đối thủ chính thức của đồng đô la Chính là Fed và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Tại vì đã in quá nhiều Sử dụng tiền quá nhiều Cho nên mới dẫn đến tình trạng đồng đô la mất giá Thứ hai nữa Những quyết định liên quan đến Cấm vận có sự ảnh hưởng lớn với đồng đô la Cho dù là biết như vậy Nhưng mà thường nghị sĩ Elizabeth Warren Vẫn không có ngần ngại Sử dụng cái điểm đó Để khiến cho mọi người có cái sự lo lắng Và dùng cái thông tin đó Để thúc đẩy cái sự chấp nhận của tiền được số quốc gia CBDC Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren là một trong những người rất là ủng hộ một cái CBDC các bạn Và các bạn có thể biết là CBDC trên căn bản cũng là một đồng được phát hành bởi chính phủ Hoa Kỳ Cũng giống như một đồng đô la mà thôi Chỉ sự khác biệt đó là đây là một cái tiền điện tử mà được quản lý trực tiếp bởi Fed Có thể bị đóng băng, có thể theo dõi tất cả luôn Cho nên đây là một trong những cái điều mà nhiều người lên tiếng đó là vi phạm quyền tự do sử dụng tiền à, của người dân cho nên CBDC là một cái đề tài mà nhiều người phản đối nhưng mà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren à, lại rất thích CBDC tại vì thượng nghị sĩ Warren rất là thích quản lý người khác các bạn. Chúng ta đã rõ hơn tại sao mà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren lại chống lại BTC và crypto như vậy. Để thường cho các bạn xem một cái clip ngắn này. À, đây là một cái cuộc phỏng vấn à, với lại thượng nghị sĩ Warren à, và Mr Press và ở trong cái à, cuộc phỏng vấn này đó thì đã nói tới liên quan tới giá trị của BTC và thượng nghệ sĩ Elizabeth Warren nghĩ là BTC chẳng có giá trị gì hết, BTC chỉ có giá tại vì người này tin người kia tin thì họ mua dẫn đến giá tăng tất cả đều dựa theo lòng tin hết nhưng mà trên căn bản các bạn đã biết là đồng đô la dựa theo cái gì rồi tất cả tiền pháp định thì đều dựa theo lòng tin của người dân đối với chính phủ đó là cái giá trị tiền pháp định có cho nên một quốc gia mà họ đã mất lòng tin với chính phủ rồi đó thì chúng ta được quốc gia đó đã không còn quan tâm đến tiền pháp định nữa tiền pháp định sẽ mất giá ngay lập tức khi mà lòng tin đó bị tan vỡ thì cũng giống như là BTC mà thôi nhưng mà ngược lại ra BTC thì chúng ta không có tin vào ngân hàng trung ương không có tin vào chính phủ mà BTC là cái lòng tin vào toán học lòng tin vào cái sự phi tập trung và trong cái bài phỏng vấn này ra thì cái người phỏng vấn cũng nói là thì BTC có giá trị tại vì người này nghĩ là nó có giá trị người này tin tưởng thì người ta mua thì giá nó tăng lên cũng giống như là chúng ta nói tới à, một cái bức tranh mà thôi bức tranh có giá trị tại vì có người thích có thể là người không thích người ta không quan tâm nhưng mà người thích người ta sẽ bỏ tiền người ta mua thì cũng tương tự như vậy mà thôi nhưng mà thường nghệ sĩ Edith Warren nói là không à, ít cho bức tranh tôi có thể treo lên tường được khi nào mà tôi không thích thì à, tôi có thể phóng phi tiêu cho vui và bức tranh đó được <laughs> là giải thích rất là vô lý nhưng mà đó là cái cách suy nghĩ của thường nghệ sĩ Edith Warren và thường nghệ sĩ Edith Warren nói là thay vì nói về crypto chúng ta nên nói về tiền kỹ thuật số quốc gia thì uh, đó là điều tốt hơn. Rồi để thuận uh, play cái video này cho các bạn. With Bitcoin, there's no thing that backs it up, and and that's what makes it different. It's just belief. You and I assess. You assess the value is going to go down. I assess it's going to go up, and therefore I buy. So it's no, so it's more like this artwork. No, no. because at the end of the day, I hang that thing on my wall. Right, and I can enjoy it, or I can it. throw darts at it. Um, you could sell it for money. Sure, you can. Really? I mean, there are features about it that are the same, but it's, it's not the same. And look, one of the things we have to remember about there are a lot of things that come within this crypto world. So, for example, we could be talking about instead of Bitcoin, we could be talking about digital currency. Now, that's something. Very different. I think that's different too. I buy that. I accept that. That's right, because yeah. that's a government backed mm -hmm. um, uh, electronic transfer. And it can be denominated in dollars, it could be denominated in euros, it could be denominated in some new language that's made up. But that has something that backs it up. It has a government that says if at the end of the day there's a run on this stuff, everybody wants theirs out. the United States government promises there will be something to back it up. Các <laughs> bạn được là thường nghị sĩ Warren nói là tiền kỹ thuật số của quốc gia thì uh, sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ của Hoa Kỳ uh, và nó, lý do nó có giá trị tại vì mọi người có lòng tin vào chính phủ một ngày nào đó nếu mọi người uh, muốn lấy tiền ra thì uh, chính phủ sẽ ở đó để mà đưa tiền lại cho họ thì đương nhiên các bạn chính phủ có thể in tiền uh, để mà đưa cho người khác thì uh, cũng trở về cái câu chuyện là lại tiếp tục làm phát nữa mà thôi nói chung đó thì cái mà thùng muốn chia sẻ ở đây với các bạn là nếu như mà chúng ta nói là chính phủ hoa kỳ tấn công crypto đó thì cái đó cũng là nói chung chung mà thôi thôi biết tôi cũng hay dùng những cái từ ngữ đó nhưng mà à, thùng cũng muốn chia sẻ Chi tiết hơn các bạn là trên căn bản chúng ta chỉ có một số những đơn vị như là SEC, chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Warren, chúng ta nói tới những người như là tổng chương lý của New York, những người đó là những người mà đang cực lực chống lại crypto, còn phần lớn nó hầu như không nghe nói tới các bạn, chúng ta rất ít nghe bộ tài chính nói tới crypto và thậm chí đó chúng ta cũng đã biết là trong cái thời gian gần đây đã có một cái bài nghiên cứu về crypto được chia sẻ bởi Nhà Trắng tại Hoa Kỳ thì tôi cũng đã chia sẻ chi tiết hơn cái bài đó với các bạn nhưng mà trên căn bản cái bài đó cũng không có nói bất cứ vấn đề gì liên quan tới họ lo sợ là Bitcoin sẽ thay thế đồng đô la hết họ chỉ nghĩ là Bitcoin là một cái gì đó có cái sự dao động mạnh họ chỉ nghĩ là Uh, Bitcoin đó là một cái mảng đầu cơ hơn là tiền tệ Đó là cái nhận định đến từ Nhà Trắng Nhưng mà họ cũng nhận ra được là BTC và crypto nói chung đó Thì đã xuất hiện và sẽ mãi mãi ở đây Cho nên uh, chúng ta cũng cần phải quản lý Chứ không thể nào mà để một thị trường không quản lý gì được Nói chung cũng không phải là một cái gì đó quá tiêu cực đâu Và họ cũng đã đưa ra nhiều nhận định Là họ nghĩ là cái công nghệ liên quan đến tiền kỹ thuật số Là một cái công nghệ có thể áp dụng được Và có thể là phát huy được Miễn là có lực quản lý mà thôi Thì nói chung nó cũng không phải là toàn bộ nhà trắng đều chống đối crypto các bạn Có thể họ không có thiện cảm nhưng mà họ cũng không có cực lực chống đối Giống như là thượng nghị sĩ Warren đầu Thượng nghị sĩ Warren là cực lực chống đối như các bạn thấy rồi Và bà ta đang đứng ra để mà tái ứng cử cái chiếc ghế thượng viện của mình Và một trong những cái tiêu đề mà vận động tranh cử đó Chính là bà ta muốn tất cả những người nào mà ghét crypto thì bỏ phiếu cho bà ta và như Linh chia sẻ, không phải ai cũng cực lực chống đối crypto hỏi các bạn? Chúng ta có những người như là dân biểu Tom Emmer, như là thượng nghị sĩ Cynthia Lumus, những người mà cực kỳ ủng hộ crypto. Và chúng ta cũng có một người nữa, đây là nghị sĩ Eric Brecky của tiểu bang Maine và đã đưa ra một dự luật có tên là LD990. Dự luật này ra sẽ cho phép các tổ chức tài chính tư nhân ở Maine chấp nhận tiền gửi bằng crypto như là Bitcoin với yêu cầu dự trữ 100% có nghĩa là nếu như mà luật này được thông qua đó thì ở tiểu bang men những cái dịch vụ tài chính thì những công ty đó họ có thể là cho các bạn gửi Bitcoin gửi crypto trực tiếp vào công ty của họ uh, miễn là họ dự trữ 100% thì họ có thể cung cấp dịch vụ đó các bạn thấy được làm cho dù chúng ta thấy là có vài người lớn tiếng chấm đối nhưng mà zoom ra các bạn vẫn thấy được là có rất nhiều người tích cực để mà gây dựng nền tảng, gây dựng nền móng cho thị trường crypto này. Và các bạn thấy được là một trong những người sẽ được mời đến uh, quốc hội uh, Man, uh, để mà nói về luật này đó chính là luật sư John Deaton. mà sẽ chia sẻ thêm với các bạn người này là ai. Người này sẽ đến để mà thuyết phục uh, mọi người tại sao mà tiểu bang Man cần phải có thiện cảm với crypto. Cũng giống như là Texas, cũng giống như là Florida, cũng giống như là Wyoming và Montana. Cho nên các bạn thấy được là năm nào thời điểm nào chúng ta cũng nhận được rất là nhiều phết nhưng mà nào mà trong thị trường này ít nhất là một năm đó các bạn sẽ thấy được là thị trường này không ngày tháng nào yên ổn hết không có một tháng nào mà chúng ta không có những thông tin lo ngại nhưng mà nào mà theo dõi cơ một thời gian đó thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là quen rồi nhưng mà nào trong thị trường này cũng cảm thấy những cái tin phết là những cái gì đó chúng ta phải đối mặt với hàng ngày hàng tháng hàng năm cho nên biết rồi mọi người cũng đã không còn quan tâm nữa cho nên mỗi lần mà có một thông tin gì À, đáng lo lắng đó thì các bạn thường là những bạn nào mới hơn đó, thì cực kỳ lo lắng và cảm giác sợ hãi nó lại trỗi lên. À, nhưng mà chúng ta thấy là có những người khác người ta cũng không quan tâm. Nhưng mà nào mà ở đây một thời gian thì cũng nước tại sao mà phần lớn những tin tức đáng lo ngại đó người ta không quan tâm nhiều. Có một số tin tức. Các bạn cần phải quan tâm và thường cố gắng để mà chia sẻ chi tiết những thông tin đó với các bạn Nhưng mà phần lớn những thông tin còn lại đó cũng không nhiều là đáng lo lắng lắm đâu Chúng ta đã thấy được là các bạn chỉ cần đi lên trên mạng xã hội của Thuận Các bạn đi tìm kiếm cái từ phết thôi Các bạn được là trong dòng sáu năm qua biết bao nhiêu bài viết liên quan tới phết Như chúng ta thấy được đây là bài viết hồi tháng 5 năm 2021 tính cái tuần đó mà thôi chúng ta đã có first liên quan đến Tesla không tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng BTC, trung quốc cấm đào, à, Hoa Kỳ muốn giao dịch hơn 10 000 đô phải được báo cáo để à, đóng thuế, à, người Hồng Kông sẽ không được chơi crypto. Các bạn thấy được là những thời điểm đó, đó các bạn có thể thấy được những tin tức này quá xấu và thị trường này không biết sẽ đi về đâu. Nhưng mà các bạn thấy được là zoom ra chúng ta đã được là những cái thông tin này phần lớn nó chỉ là gây cái sự lo ngại tạm thời mà thôi. Tại vì Tesla không tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng BTC nữa thì họ cũng vẫn đâu có tiếp tục thanh toán bằng đâu thì trường này vẫn tiếp tục phát triển mà thôi. Chứ buộc cấm đào thì những quốc gia khác lại cũng sẽ chấp nhận đào mà thôi như là các bạn đã thấy rồi. Chúng ta thấy được là Hoa Kỳ muốn giao dịch hơn 10.000 đô báo cáo đóng thuế thì điều đó cũng cuối cùng chỉ chỉ là một dự luật mà thôi. Hồng Kông À, nói là không cho phép chơi crypto nữa nhưng mà các bạn thấy được là gần đây Hồng Kông lại muốn mở cửa để chào đón crypto cho nên cuối cùng các bạn thấy được là phần lớn chỉ là tin tức vớt mà thôi những thời điểm đó các bạn cảm thấy những thông tin này đã đáng lo sợ nhưng mà tới cuối cùng zoom ra các bạn mới thấy được và tin tức vớt xuất hiện ở khắp nơi các bạn nhiều khi là chúng ta nói tức là phết cả thị trường như là những cái thông tin liên quan đến pháp lý nhiều khi là phết liên quan tới BTC như là BTC quá chậm chạp BTC này nọ à, các bạn đã từng nghe rất nhiều rồi BTC sẽ bị thay thế bởi một đồng khác BTC lỗi thời vân vân Nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái thông tin Để gây sự lo lắng, nghi ngờ Và à, không chắc chắn cho mọi người mà thôi Nghĩa là thông tin first Chứ còn chúng ta được là những cái đồng khác Thì cũng thay phiên nhau à, gặp first mà thôi Chúng ta cũng đã từng nghe nói rất nhiều First liên quan tới Ethereum À, chúng ta đã từng nghe nói là Ethereum nó quá chậm chạp Hệ thống đào sẽ không thể nào mà cạnh tranh được Với những cái nền tảng smart contract Mà sử dụng những hệ thống như là Proof of Stake Ethereum sẽ mãi mãi không thể nào mà cập nhật Proof of Stake được Rồi sau này chúng ta thấy được là Ethereum đã thành công Chuyển thành Proof of Stake Thì mọi người nói là bây giờ Ethereum là Proof of Stake Thì sẽ là chứng khoán Thì sẽ bị tiêu diệt bởi SEC Các bạn thấy được là ngõ nào người ta cũng nói được hết <laughs> Cho nên các bạn thấy được là first Mãi mãi là first Chúng ta có thể lên trên channel uh, Thuận Capital này và các bạn chỉ cần đi tìm kiếm từ Ethereum các bạn thấy được là trong vòng 6 năm qua Thuận làm ít nhất là cả trăm video cả trăm video về Ethereum về những thông tin phết ngày này vào tháng nọ và Thuận vẫn tiếp tục chia sẻ với các bạn là tại sao Thuận vẫn tin tưởng Channel này đã làm video về Ethereum từ lúc mà Ether chỉ có khoảng là 8 đô mà thôi các bạn Từ lúc Ethereum 8 đô la cho đến Ethereum lên tới 1.400 đô Rồi sau đó Ethereum từ 1.400 đô trở về 80 đô la năm 2019 Lúc đó có rất là nhiều phết liên quan tới Ether Rồi từ 80 đô la đó Ethereum lên tới 4.000 đô các bạn Và bây giờ Ether đó là ở mức giá là khoảng 1.800 đô Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là tới cuối cùng Chúng ta zoom ra cho các bạn mới thấy được sự thật như thế nào